Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời và mình lại làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tô cho các bạn nhé. Đây, cứ tô một lúc bên này đi. Cái này một phần thì đấy, xong lại sang bên kia. Xong lại sang bên kia. Bây giờ tô hết xong rồi thì cứ một tay cầm bút này, một tay bấm điện thoại, tay kia thì di chuyển lên tông. Cứ ngoe như là bình thường mình như thế này này. Nghe được không? Thế cũng được. Thế bố mày xóa hết đi. Xóa cái gì? Sáng nó làm như thế này mà. Để như thế này nhưng mà có cự. Có, nó còn cầm bút con quay quay cơ mà. Ui ôi ôi. Nhưng mà cứ cầm bút nhanh nhanh đi. Cứ cầm bút nhanh nhanh đi, kiểu kiểu như anh Quyết là cứ cầm bút nhanh nhanh là viết xong rồi. Nhưng mà cứ cầm bút để kiểu như giả vào viết. Cua cua cái gì? Cua giả vào viết đấy. Để như thế anh Quyết và Nhây ở đây chả thêm Nhây một cái đây chả thêm Nhây luôn, cầu phát hay luôn. Cái này có cấm, cái này có phải bắt buộc là phải tiêu chuẩn một ngày bao nhiêu video là mình mới làm, mà làm ít quá là thôi, chấp nhận thôi, dần dần đó là công nước nóng bò mẹ đây nên hẳn nhau do nó lọc á. Trên nhà anh Quyết ơi tao không có chỗ cái bình nước ở chỗ cái góc đây này, nhà ngói này sau cái cột đấy. Cứ 100% ở trên tay đây này à? 100% tay phải chất điện cho không mình? Phải trên không mình. Tay nhưng mà phải kiểu như là mình cứ nhây nhây đừng đừng ấy nhẹ luôn đi. Đừng đừng kiểu gần luôn. Nhây cách nhau 1-2 giây được không? Là thế nào? Kiểu như là tay rút ra cách nhau 1-2 giây ấy. Vẫn được. 3 giây cũng được, 4 giây cũng được. Sáng nay tao làm ngay, tao làm không cơm. Sáng nay tao làm 100 nghìn này. 5 tiếng 7 giờ 12 giờ. Có cái nick của anh Quyết rồi. Cái gì? Có cái nick của anh Quyết rồi. Kiểm tra cái máy của anh Quyết rồi. Cảm ơn nhé. Này cho anh mượn nick anh thôi. Mượn thì anh rơi. Chơi xóa đi. Chơi làm gì thế? Không phá rank ta được. Vãi cả phá rank ta leo xanh cho mày cũng nghe được đấy phá. Nhưng mà mùa này leo xanh tầm vội gặp cái mức cho phát chá. Bọn này đang chơi gặp giả mấy em ở trên Hưng Yên bắn Free Fire. Vâng, bọn anh qua đi để ấy. Đang chơi đâu. Đang gặp thật là chơi gì. Chơi gì đây. Nhìn công nghệ phía đời. Cái cạt ơi. À cái gì nhỉ? Không nhớ được là cái gì. Nghe Thành, sao đi. Rút mẹ mẹ đi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nhỉ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời và mình lại làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Bây giờ mình sẽ đầu tô màu nha các bạn. À, thánh này có tận 2 mã giúp cơ. Ừ, có giúp bài đâu. Em, có cái bản đéo đâu mà giúp được nhỉ? Quên. Thế này thành vất hơn. Cái gì? Thế này cua 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 tay này thành ấy hơn. Không. Kiểu như là vất hơn ngồi rút tay ra ngoài. Thành vất hơn. Nhưng mà được rút tay ra ngoài thì đây là đánh hình rồi. Thật luôn. Nếu mà ấy thì thế thì nó rút ra đấy. Sáng ta không quay như thế này nhưng mà cách tầm 1 phút ta mới cho tay vào. Làm 1 phút cái này xong lại sang kia. Không, cho tay tất 3 cái. Có làm sao không? Mày xóa đi hết. Anh Kiên bảo làm thế này thì mày xóa đi hết cho anh. Thôi xóa sạch. Nhà không công. Cứ bản lúc nào ta phải đi bản đây toàn ở đây mà. Nhà do có khác. Ta không đủ trình những nick này. Phải. Ta bán rẻ cho. Ô, nick Facebook là Galena đây. Facebook. Galena đó là chuyện khác. Trước nick còn tài ngon tài à, đéo luôn tài luôn. Ừ, cái nick thật thằng tài còn còn ấy. Ừ. Ô, bây giờ nó làm gì, nó đi viện rồi. Nó đi viện hả? Ờ, thôi, hôm nay đi học lại thì em thấy nó nghỉ xong. Sáng nay là đang định, đang nghĩ là mấy hôm trước đi học là đang định nó làm gì còn nghỉ rồi. Nhưng mà thôi, đéo, đéo một nhắn. Xong hôm nay đi học lại là tại thế, tại nó nghỉ xong hỏi thì thật. Ô, làm gì nó nghỉ như thế. Nó là đi viện. Phải biết. Nên là kiểu cũng vậy thật hay đi đọc máu hay nào ấy. Chắc thế. Để tập chuẩn bị thi, thi cuối đấy này. Chuẩn bị thi... Kết thúc môn á. Kết thúc môn. Kết thúc môn quan trọng gì? Có bà được. Ôi cái điện thoại nguyên COVID ở kia. Ốc chọc chân cái điện thoại. Thành á? Đi. Nhìn. Sao lại mang mới? Nó mang mã mới vui lòng cái gì chứ. Nói chung là mã mới nó không mấy được. Cái mẹ gì này? À mới. Không biết. Dạ thật. Nếu mà mày ra giá thì mày ra giá gì? 500. 500? Ừ. Bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhé. Chào mừng các bạn.